Còn bây giờ như thường lệ sẽ là những thông tin mới nhất được đăng tải trên các số báo ra hôm nay. Thưa quý vị, khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh PPC từng được kỳ vọng là một dự án động lực ở vùng Đông Quảng Nam, sau 4 năm thì dự án này vẫn chỉ dậm chân tại chỗ trong khi người dân thì khổ đủ đường. Bài viết rất đáng chú ý được đăng tải trên báo Tuổi trẻ. Theo bài viết thì sau gần 4 năm, dự án vẫn dậm chân tại chỗ, đã chậm tiến độ hơn 36 tháng, nhưng nhà đầu tư không thực hiện thủ tục giãn tiến độ và vẫn chưa thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Người dân vô cùng bức xúc với dự án treo này. Có khoảng 60 hộ dân có đất ở đây, đi không được ở không xong khi mà đất dính dự án, dự tính gì cũng không thể làm được. Bên cạnh đó thì nhà dân hư hỏng muốn sửa chữa, xây mới cũng khó khăn. Đó là còn chưa kể đến khu đất. Trong khu đất có nhiều khu nghĩa địa và 3.000 mồ mả nằm trong vùng bị ảnh hưởng của dự án. Một trong những bất cập trong công tác quy hoạch của thành phố Hồ Chí Minh chính là quận 1 đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ trong bảo tồn di sản. Bài viết những công trình hiện đại uy hiếp di tích phố cổ được đăng tải trên báo Tiền Phong. Hiện các công trình xây dựng mới mang phong cách kiến trúc hiện đại đang áp sát các khu phố cổ, khu bảo tồn, gây ra sự phá vỡ từng phần không gian kiến trúc. Bên cạnh đó, các di tích sen cài trong khu dân cư có xu hướng hoành tráng hóa di tích ngày càng gia tăng. Một số các di tích như là Miếu Lăng có xu hướng bị lấn chiếm và xâm hại. Theo các chuyên gia thì sớm hay muộn các công trình này cũng sẽ phá vỡ cảnh quan đô thị, dẫn tới sự đối kháng giữa cũ và mới. Vì vậy trong lần điều chỉnh quy hoạch lần này của thành phố thì cần phải xem trọng giữa bảo tồn và xây mới một cách hợp lý. Thưa quý vị, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Trong đó đề ra nhiều giải pháp nhằm giữ thị phần hàng Việt tại các kênh phân phối. Mục tiêu của đề án là giữ thị phần hàng Việt có thế mạnh với tỷ lệ hơn 85% tại các kênh phân phối hiện đại và trên 80% tại các kênh phân phối truyền thống, chợ, cửa hàng tạp hóa. Đề án đưa ra 4 giải pháp, chính sách chủ yếu bao gồm hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững, xây dựng chương trình kết nối quy mô quốc gia giữa nhà sản xuất, kinh doanh với nhà phân phối, đại lý trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm bên cạnh đó tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng. Thưa quý vị, đam mê trồng và có gần 20 năm chơi hoa lan này nhưng có người vẫn trở thành nạn nhân của chiêu trò thổi giá lan đột biến mà thị trường vẫn đang sôi sụp với những giao dịch khủng lên tới hàng chục, thậm chí là hàng trăm tỷ đồng. Thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo Thanh niên. Trong khi cơn sốt lan đột biến vẫn đang nóng khắp nơi thì nạn nhân cũng đã xuất hiện. Ở các tỉnh thành phía Bắc, thị trường lan đột biến nóng ở khắp các tỉnh như Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang khiến lực lượng công an các địa phương có nhiều cảnh báo cũng như là điều tra, theo dõi các giao dịch, bước đầu phát hiện một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều vụ án đã bị khởi tố và bắt tạm giam điều tra một số đối tượng. Theo các lực lượng chức năng là giá trị hoa lan được định giá tự do không có căn cứ là cơ hội cho các đối tượng lợi dụng thổi giá, gây sự hấp dẫn uh, giả tạo để có thể kích thích và hấp dụ người mới chơi. Thưa quý vị, Nghị định 144/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa, gắn liền với quy định bỏ cấp phép đối với một số hoạt động nghệ thuật. Bài viết được đăng tải trên báo Nhân dân. Tuy nhiên thì một số thay đổi trong nghị định mới cũng khiến cho dư luận đặt ra lo ngại. Chẳng hạn như là việc không giới hạn số lượng các cuộc thi người đẹp thì sẽ khiến cho các cuộc thi này vốn đã như là nấm mọc sau mưa, nay sẽ càng được dịp bùng nổ hơn. Hoặc là việc bỏ quy định cấm hát nhép cũng sẽ vô tình tạo điều kiện cho việc hát nhép phổ biến hơn và làm giảm tính chuyên nghiệp trong công tác hoạt động nghệ thuật. Thực tế này thì đòi hỏi cần phải có những hướng dẫn thật là chi tiết, thật là cụ thể khi mà thực hiện nghị định để nghị định mới thực sự đi vào cuộc sống, trở thành hành lang pháp lý vừa thông thoáng nhưng cũng vừa chặt chẽ cho hoạt động nghệ thuật biểu diễn.